Những năm gần đây trên địa bàn huyện Krông Pong, tình trạng khai thác cát trái phép diễn biến ngày càng phức tạp. Dù chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng liên tục triển khai truy bắt nhưng vẫn chưa thể xử lý triệt để. Đây là một điểm tập kết cát trái phép trên bờ sông Krông Anna, đoạn qua thôn 5, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Pong. Từ đây cát sẽ được vận chuyển đi tiêu thụ. Theo lý giải của chính quyền địa phương, mặc dù nắm được phương thức hoạt động của các đối tượng khai thác cát trái phép, nhưng do cách xa khu dân cư, địa hình khu vực thì rộng và trống trải nên rất khó bắt giữ các đối tượng. Và các đối tượng thì sử dụng các cái thuyền bè nhỏ rất linh hoạt. Cho nên là khi mà các lực lượng chức năng đuổi bắt thì các đối tượng thì nó cắt dây và nó di chuyển các phương tiện đi đến các địa phương lân cận. Và cái phương tiện đuổi bắt cũng như cái nghiệp vụ đuổi bắt đối với trên sông thì đối với xã thì không đảm bảo, không đủ chức năng này. Cho nên cái việc đuổi bắt cũng hết sức là khó khăn. Trước tình hình cát tặc lộng hành, vừa qua công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an huyện Krông Pong đã tổ chức truy bắt, xử lý nhiều vụ khai thác cát trái phép. Gần đây nhất đã liên tiếp bắt quả tang 2 vụ khai thác cát trái phép, thu giữ nhiều phương tiện như thuyền, xe ben, xe múc cùng các đối tượng tham gia. Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra phổ biến tại các địa phương dọc hai bên bờ sông Krông Anna. Cho người gác ở ngoài cổng, rồi ở giữa cánh đồng như vậy thì khi thấy có lực lượng đến là nó thả bè ra sông trôi đi. Cát thì vẫn ở đó là không có người. Rồi thứ hai nữa là nửa đêm, gần sáng, ngày thứ bảy chủ nhật thì họ khai thác rất là rầm rộ. Có những lúc trên một đoạn sông như vậy chỉ có chưa đầy là 2 km mà đến 9 cái bè khai thác cát. Đích thân tôi phải ra tận nơi như vậy gọi xử lý. Thì đến nay thì việc xử lý cũng đã có nhiều cái khởi sắc. Đặc biệt là huyện đã thành lập các đội lực lượng liên ngành giao trực tiếp cho công an xử lý. Huyện Krông Pong có hơn 80 km đường sông, hiện có gần 23 km được cấp giấy phép khai thác cát cho 3 đơn vị. Đường sông kéo dài trở thành điều kiện lý tưởng cho các đối tượng khai thác cát trái phép, rút ruột lòng sông, thu lợi bất chính. Điều này không chỉ làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn gây bức xúc trong dư luận, cần sớm được ngăn chặn, xử lý triệt để.